Dù đã hoàn thiện 80% các hạng mục hạ tầng, dự án nhà máy nước sạch Hải Chánh, huyện Hải Lăng lại bị dừng giữa chừng, bỏ hoang nhiều năm qua. Theo VN Express hôm 13 tháng 2, hiện nhiều hạng mục bên trong nhà máy nước sạch Hải Chánh ở xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng với tổng mức đầu tư là 30.8 tỷ đồng, cấp nước sạch cho 1.800 gia đình với khoảng 8.000 dân của xã được khởi công vào hồi tháng 6 của năm 2014. Dự trù Khánh Thành vào một năm sau đó nay đã xuống cấp hư hỏng, cỏ dại mọc khắp nơi. Tận dụng nhà điều hành được xây dựng kiên cố, một số gia đình ở địa phương chiếm làm nhà chứa rơm, chăn thả trâu bò, bên ngoài bể chứa nước bị rêu phủ, ống sắt rỉ sét. Bà Nguyễn Thị Thu ở xã Hải Chánh cho biết 7 năm trước thấy nhà máy nước được khởi công. Người dân rất mừng vì nghĩ sắp thoát cảnh thiếu nước sinh hoạt do khu vực này nước bị nhiễm phèn nặng. Xong, mọi kỳ vọng của người dân đã bị dập tắt. Gia đình bà Thu mặc dù đã chi 20 triệu đồng đào hai giếng nước để xài nhưng không hiệu quả. Hiện tại, mỗi tuần bà Thu phải mua 5 bình nước lọc loại 20 lít để ăn uống, còn tắm giặt thì sử dụng nước sông ô lâu một số gia đình trong vùng phải mua máy lọc nước về sử dụng. Trước tình trạng nêu trên, vào mùa hè một gia đình ở địa phương sắm xe bồn chở nước từ sông Âu Lâu về bán cho người dân với giá là 15.000 đồng cho đến 20.000 đồng mỗi khối. Tùy theo quãng đường khiến người dân nghèo nơi đây càng thêm khó khăn. Theo công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị cho biết, sau khi hoàn thành phần thô gồm công trình thu và trạm bơm 1, các hạng mục thuộc di chuyển xử lý nước tại khu xử lý, bể lắng bể lọc, bể chứa, nhà điều hành, trạm bơm cấp nước, nhà hóa chất trị giá 8,3 tỷ đồng. Thì dự án dừng thi công từ năm 2015 đến nay do chưa có vật tư, thiết bị lắp đặt. Một trong những lý do khiến dự án đình trệ là vốn ODA được sử dụng để mua vật tư, nhưng chưa kịp thực hiện thì hiệp định viện trợ vốn hết thời hiệu, phải đàm phán gia hạn.